Vì này thì suy nghĩ câu hỏi liên quan đến nghiệp tiền bạc giữa cha mẹ và con cái, và vị này thấy là cái việc đáp ứng cái nhu cầu vật chất cho cha mẹ là nghĩa vụ của con cái. Thì theo vị này nghĩ việc được đáp ứng nhu cầu vật chất và giáo dục là quả của nghiệp thiện kiếp trước, thì có phải như vậy hay không? Và việc cho cha mẹ tiền để chia sẻ chi phí sinh hoạt và sử dụng theo mong muốn và nhu cầu cá nhân là lựa chọn tự do ý chí và sẽ tạo nghiệp trong tương lai. Có phải là suy nghĩ đúng đắn, kết quả của nghiệp cho những cái hành động đó là gì? Thì xin thưa với quý vị á, cái chuyện là mình chu cấp vật chất cho cha mẹ, đây thuộc về cái nghĩa vụ đối với của con cái đối với cha mẹ. Tùy theo cái khả năng của mình mà mình chu cấp. Chứ còn thí dụ như mình đi làm chỉ có 10 triệu mà cha mẹ muốn mình chu cấp 15 triệu thì tiền ở đâu ra? Cho nên á, sư thì sư không có ủng hộ cái chuyện là mình phải mang nợ để mà chu cấp tiền cho cha mẹ, thì cái đó nó không phải là cái sự ủng hộ của các sư. Tuy nhiên á, thì sống ở đời thì mình nên dành một cái phần của mình để mình chu cấp cho cha mẹ. Ngay cả một vị tỷ kheo mà cha mẹ khi mà không có đi làm nữa thì vị ấy vẫn được phép đi khất thực, rồi chia sẻ cái phần khất thực được, tức là chia sẻ phần tài sản của mình cho cha mẹ để nuôi cha mẹ. Cho nên cái chuyện mà mình chu cấp vật chất đối với cha mẹ đó là nghĩa vụ của con cái. Bởi vì ở trong kinh Giáo Thọ Tỳ Kheo La Việt, Đức Thế Tôn có nói là ta từng được cha mẹ chu cấp nuôi dưỡng thì ta phải có nghĩa vụ chu cấp nuôi dưỡng cha mẹ. Đây là biểu hiện của người biết tri ân và đền ơn. Thì bản thân á, cái việc này nó cũng là một cái phước, tức là mình là người biết tri ân và báo ơn, nó là cái phước. Phước cho quả gì? Phước cho quả là đời sau sanh ra đó, mình cũng sẽ được con cái yêu mến, được con cháu thương mến. Rồi mình trong đời này và đời sau thì mình cũng sẽ có được những đứa con hiếu thảo, những có được những đứa cháu hiếu thảo ha. Rồi đó là chưa kể khi mà mình sanh ra thì cha mẹ cũng sẽ yêu thương mình. Đó là chưa kể là mình sẽ được chư thiên yêu mến, bởi vì mình là người biết tri ơn và đền ơn. Và đó là chưa kể đến cái quả phước là mình sẽ được sinh thiên. Cho nên cái việc là mình phụng dưỡng cha mẹ bản thân nó đem lại rất nhiều những cái công đức phước báo ha. Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Phần Đại Đức tại trả lời câu hỏi này thì cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm đó. Có nghĩa là về khía cạnh mà nếu mà nói suy xét là đời lãnh đạo thì vậy. Cái việc mà phụng dưỡng đáp ứng được nhu cầu vật chất đó, cho cha mẹ thì vậy. Đó là cái điều cái nghĩa cử cao thượng mà đều phải làm. Riêng đạo thì trong một câu hỏi trước á, câu hỏi mà có một cái câu hỏi mà bài giảng trước á, nói là cái sự khác nhau giữa đạo nghe chữ hiếu ở trong Nho giáo và chữ hiếu trong đạo Phật á, thì quý sư đã giảng khá là chi tiết và khá là rõ rồi. Nếu mà quý vị này muốn hiểu rõ hơn cái chữ hiếu mà thuần tí theo đúng tinh thần là Phật dạy sao cho nó cao thượng, nó gọi là nó vượt qua khỏi thế gian, nó xuất thế gian, thì chỉ cần nghe lại câu đó nó sẽ rõ.
Cho nên là quý sư sẽ không có nói thêm về cái riêng bản sân sư sẽ không có nói thêm về cái quan điểm, nói thêm về cái ý kiến thêm về cái điều này. Ở đây thì sư thấy là ở đây vị này hỏi là theo tôi suy nghĩ việc tôi được đáp ứng nhu cầu vật chất và giáo dục là quả của thiện nghiệp kiếp trước thì đúng thưa quý vị, nhưng mà thiếu thiếu một cái thiếu như vậy, nếu như vậy thì nên đỡ chuẩn hơn. Theo tôi suy nghĩ việc tôi đáp ứng nhu cầu vật chất và giáo dục là quả của thiện nghiệp kiếp trước và cũng là cái sự nỗ lực trong hiện tại thưa quý vị. Nếu mà cái quả thiện á, cái quả thiện đúng là cho quý vị cái nhu cầu vật chất nè, cái giáo dục á, tốt, nhưng mà cái nỗ lực hiện tại quý vị á, không an trú vô thiện á, thì quý vị nó khó mà nối tiếp được cái thiện, nó nhân thiện cái thêm lắm đó. Cho nên là cái suy nghĩ này thì là sự xác nhận nữa, cái suy nghĩ này là đúng đắn, nhưng mà phải hiểu là một cái quả thiện á, nó chỗ thì nó cần cái sự tác động của cái hiện tại đó. Để mình để là mình được được như cái nghĩa là cái sự hiểu biết nè, Phật pháp nè, cái sự hiểu biết mà về cái chữ hiếu để phụng dưỡng cha mẹ mình nè trong hiện tại đó, là cái điều mà cái điều mà sư muốn thêm cho quý vị hiểu rõ hơn. Ừ. Chứ còn một cái người cũng là cái quả thiện, cũng cái quả thiện nha, nhưng mà người đó lại đem cái quả thiện đó đó đi làm cho cái việc bất thiện không mà, thì nó dẫn đến đa phần dẫn đến đau khổ mình và đau khổ cho người đó. À, điều này là mình phải hiểu rõ thêm. Ừ. Rồi vì này lại hỏi là việc tôi đưa tiền cho cha mẹ phí sinh hoạt thì đó là một suy nghĩ đúng đắn, kết quả của nghiệp, thì phần này Đức Thanh Tuệ trả lời theo sư rất là đầy đủ rồi. À, còn quý vị muốn nghe rõ thêm mà gọi là kết quả mà nghiệp nghiệp lựa chọn những hành động gì đó, và thậm chí quý vị muốn biết sao mà cái những hành động quý vị nè làm mà nó cao thượng, và nó cao thượng cỡ nào, và nó cao thượng hơn nữa, cao thượng suốt thế gian đó, thì quý vị chỉ cần xem nghe lại cái câu hỏi mà sự khác nhau giữa chữ hiếu trong Nho giáo và chữ hiếu trong Phật giáo. Đây là sự khuyên nghe, nên nghe để mình hiểu rõ nó trọn vẹn hơn, và mình tiến hành mình thực hành theo đúng lời Phật dạy, để mình đúng nghĩa thuần túy là một người con hiếu theo đúng lời Phật dạy, và bản thân mình và bản thân cha mẹ mình đạt được cái hạnh phúc ngay trong hiện tại, hạnh phúc thậm chí là hạnh phúc vượt qua ngoài thế gian, hạnh phúc suốt thế gian. Dạ, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.